Các bác thưởng thức cho tâm của cặp loa JBL hai bát luôn, hai bát thật luôn nha các bác nhá. Bát 25, hai bát 25. Gân cao su zin. Tắt giới thiệu cho các bác. Đây là cặp JBL ND310 25 mã. Đây em quay cho các bác. Hey, ND310 nha các bác nhé. 310 Mark 2. Dòng này nó có 310 trơn. Đấy. Đây là 310 Mark 2, nó kiểu như zin lùn và zin cao. Nó giống như PN 7800 Mark 2 ấy. Tức đời 2 nó cải thiện lên một chút, nó cải tiến đi một chút so với đời trơn. Cặp loa thì nó là sở hữu hai bát thật luôn. Và rồi vừa rồi em test cái dòng nhạc là dòng nhạc gọi là thế mạnh của nó đấy. Với cái cấu hình này thì nó chiều cao nó khoảng tầm 1m1. Đấy, chiều cao khoảng 1m1 nhé. Bề ngang của nó là gần hai găng tay của em, tức là gần 40. Sâu thì khoảng 1,5 găng. Với cấu hình này thì vừa rồi các bác sẽ nghĩ là em đang kéo một cục đẩy. Tuy nhiên thì không phải cục đẩy đâu, vừa rồi em kéo bằng con này này. Con 7900 này này. Và ghép nhạc trên mã này. Để các bác nghe này. Cặp loa này thì em về lần này thì nó cũng là lần N lần rồi, nhiều lắm rồi. Thì cũng là một cặp rất đẹp. Vừa về xong bóc ra quay luôn cho các bác đây. Gân zin này. Đấy, được chưa? Đây các bác này, gân nó là gân cao su zin chung đây, bụi bậm tí nhá, cái này không tránh được, phẩy đi cái nó sạch. Đấy, chung gân zin nhá, nó là chung gân vải các bác nhá. Đấy, tép đôm rất là đẹp. Hôm qua hôm kia thì có cặp N38 dòng đàn em của cặp này, hôm nay về dòng đàn anh. Trước hôm N38 thì có cặp Stage đàn em của cặp N38. Thì hôm qua hôm kia bán cặp N38 thì hôm nay lại về cặp ND310 25 mã. Đàn anh của đàn anh N38. Đấy, sở hữu 2 bát 25 nhưng 2 bát thật, lỗ thở trình diện ở giữa. Cái kích thước như này mà đánh rất là dễ. Bọn này nó bọn đời cao rồi, các bạn hình dung không? Đời nó cao rồi cho nên nó tiết chế từ cái phân tần, từ cái củ, từ những cái driver đấy, để nó làm sao cho nó hợp được đa dạng những cái dòng âm ly hơn, kể cả những cái dòng đời mới. Đó. Bây giờ em sẽ mở tiếp cho các bác nghe. Đó. Nghe nhá, em mở tiếp cho các bác nghe. Này thì các bác chơi thì các bác sẽ rất là sướng, không so với cả LX1000 làm gì cả. Bởi vì LX1000 thì nó cũng là dáng cây nhưng nó bé hơn như này. Và nó lại là sử dụng 2 bát 20 thôi. K
cặp này là 2 bát 25. Một số bác làm gân ấy, con này là gân zin không nói, một số bác làm gân thì bảo là bát 27 28. Đấy, tuy nhiên thì cặp này thì các bác nhìn thấy cái cấu hình của nó vừa dễ chơi vừa dễ ghép. Em sẽ có thể em sẽ test thêm một vài nhập ngạc nữa ở một clip sau cho các bác nhá, các bác chú ý đón nghe nếu nó còn. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.